Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thiệt lỗi giận. 9 tuổi tôi lén đi xem người ta tắm, 12 tuổi tôi biết chơi đỉ rồi, đến 13 tuổi tôi có bệnh hoa liễu, 15 tuổi tôi bán má tôi qua Phi Lục Tân để mà làm công nhân. Phải phải. Cả đời của tôi chưa có làm một việc gì tốt cả. Tôi còn là BD nữa đó. Tôi thiệt là hối hận. Thằng đàn bà đầu đang sống đi chứ, mày chết sớm thì hay hơn đó, chết đi. Tôi thiệt là đáng chết mà. Anh để tôi giúp mày nha. Nè, cái dao nè, cầm đi. Cắt cổ đi, cắt cổ đi.